đây là gì? Sô-cô-la M&M mình mới đi mua ở siêu thị về. Ba hộp khổng lồ luôn, ba màu, đèn giao thông. Nhưng mà mình á, mình mua là mình đem về nhà mình ăn. Đem về nhà của mình chứ không phải đem về nhà Nhi. Mình đem về nhà mình ăn một mình. Cho nên là nhân tiện á, đi ngang qua nhà Yến Nhi nè, không thấy Yến Nhi, cho nên là bây giờ mình đem về nhà lẹ lẹ, chạy lẹ chứ không phải bị phát hiện là mất tiêu hết. Mất hết cả chì lẫn chài, cả vàng, cả bạc. Thôi đi xong. Tiếng động lớn là nghe. Như vậy là chắc không phát hiện đâu ha. Ok ok. Ủa sao lại đây? Ủa sao đâu mày đâu? Ủa? Ủa nhà này của em hả? Chứ nhà của ai? Ủa cái này ngồi thấy gì kỳ vậy? Tôi chảy hả tao lưng nè. Không, cho anh mượn gói này vậy anh về nhà mà anh... Bình thường nói ngồi ghế này nhức đầu. Anh mượn gói này về mai trả nha. Ừ. Em giấu hả? Mày giấu cái gì đó? Em mười lần tao đi lên việc đó. Nhưng mà em nói là cho anh một cái gói về mà đúng không? Nhưng mà em thấy gì đó thì không bữa nay bình thường ngồi ghế này nói xoay vòng vòng trong mặt tao hết vậy. Tự nhiên vô là một nhà, nhà mình cũng về. Về nhà người ta ôm tan vật xuống dưới, quay clip luôn. À, tự nhiên vô nụ nhà. Mất cả gì lẫn chài nha không đi. Mất hết vàng bạc luôn. Giấu đồ hơn Nhi là một tội ác. Của Nhi, không có nhiều. Mua đồ ăn mà giấu hả mày? Mày lộn nhà hả mày? Tịch thu hết. Ủa đâu rồi? Hãy trả cho tôi. Trả cho tôi đi. Tại tao không chia nhau mà ăn. Lại gom hết về nhà giấu. Bởi vì trời không có thương. Đi qua lộn nhà. Tự nhiên lộn nhà được trời. Ăn. Lỡ rồi. Chơi luôn. Thôi thì cho hết luôn. Thôi thì này. Thôi tao ra. Mình lấy hết. Giờ mình sẽ mở một bước. Mình là một con người rộng lượng. Rộng lượng. Cho luôn. Em cũng là một con người rộng lượng. Thôi sẽ cho. Đáng lẽ tôi mới là được người là được. Là cái người mà khui họ chứ chờ. Bự. Và một cái hộp dạ, thông. Cái bình này là để ngoài bán lẻ, còn cái hộp này là bán cho đẹp thôi. Nhưng mà cái hộp này vậy mà nó cứ tạo nét. Cái hộp này ngoài các bạn lấy sô cô la ra ăn xong các bạn lấy cái hộp này cứ cái gì cũng được. Đựng cái gì cũng được. Ây da. Đựng gác mà. Không có cộng rong. Cộng rong nào dính ở đây. Hoặc là các bạn có thể đựng để khuấy xà lan. Để khuấy xà lan. Các bạn có thể khui cái này ra, ăn còn dư á, nổ vô đây. Chân lên tủ rất là đẹp. Ủa không có gì luôn á. Ủa phiên bản đặc biệt hả? À cái này là cái nắp người ta đã... Bịch thứ hai. Cái bịch, cái hộp này mà biết làm cái gì rồi. Ủa sao ba cái? Thấy slime. À hộp này có thể đựng chơi slime luôn. Chỉnh đốn nhanh cùng. Mở ra luôn đi. Đó, vàng. Bịch này bây giờ là màu vàng. Bịch này sao không có màu đỏ, bịch màu xanh lá cây đi ha. Làm cho cái hộp cho hoành lá tràn vô. Kẹo không thả gì hết trơn á. Hình như cái bịch màu vàng này là có đậu phộng. Ăn qua rồi. Còn à, có đậu phộng đây nè. Còn hai bịch này á là chỉ là sô-cô-la bình thường thôi. Sô-cô-la bình thường thôi. Thí dụ ăn không hết thì có thể bỏ vô đây lại. Chừng nó bữa nào ăn coi phim thì đó cái mở ra. Ô, cái này nè. Ô, sô-cô-la nhiều quá, mời bạn ăn. Rồi, đóng lại rồi, trả lại cho đủ nhau đây nè. Rồi, này của em. Này của em. Thích cái hộp này hơn. Thôi bây giờ khui một gói ăn. Quên cái bình đựng gác hả? Thật là
này của em. Hộp này ghét vô. Rồi, cái này của em. Cho cái hộp không á, vậy. Vậy vậy. Thôi đừng có, thôi, bỏ xuống lại. Khui một cái ra ăn thử đi. Có cái màu vàng, có cái màu vàng. Ok. Cái cục luôn cái hộp. Cái cục, đây là cái cục đậu. Nguyên đẹp một, luôn. Nguyên một dĩa luôn. Rất là đẹp luôn. Bình tĩnh. Nó đã là xong luôn. Ăn trước và cho biết cảm nhận đi. Thôi, ăn cục bò đỏ, mình thích bò đỏ. Cắn vô ta à. Nó rột vô đậu phộng rất là ngon. Như vậy trà đĩa hả? Chay hả? Nhanh bằng nó thật thành bèo bèo. Ê, hình như nó mới có màu luôn á. Kẹo màu hả? Sao xanh lẹ luôn rồi. Đây lưỡi ra coi. Cho các bạn coi. Lưỡi. À. Xanh lẹ. Hình như cùng màu xanh này là nó nhuộm luôn á. Cái mùi sô-la nó kỳ kỳ đó. Ngon. Nó tóm lại là rất là ngon. Ăn không hết thì sao? Em bỏ vô hũ. Bỏ vô hũ. Chú có ăn thêm cục màu vàng không? Rồi nó ra cái lưỡi từ màu vàng không? Ngậm nó thử ngậm một hồi rồi cắn. Rộp rộp. Không, hình như màu xanh thôi hả? Hình như màu xanh nó quá đậm rồi. Xanh dương, à, xanh cay nữa. Có kìa. Nó thấy lá cây nè. Đúng quá. Nó lại lưỡi không? Thấy cái lưỡi đúng dữ hả? Nhìn kiểu bị tê liệt đó ba. Ngoài thưởng thức được cái đậu phộng và sô-cô-la thì các bạn còn có thể là nhượng lưỡi luôn. Các bạn có hay nhượng lưỡi. Đi nhát ma cả. Đồ ăn mua mình chia cho ba hộp. Ở trong có gì chưa? Tưởng có được chơi. Thấy hộp đẹp quá ai biết đâu. À, giờ nổi vô lại đi. Rút kinh nghiệm lần sau đi lộn nhà nhiều lần nữa nha. Để được ăn ké. Mai mốt lần nhớ đi vô nhà. Bữa nay thấy lộn thôi. Ăn cơm hả? Cái gì đó là bánh bèo. À, có thể mời bạn bèo qua ăn mở hộp ra nhìn nó rất là sang trọng và whist. Nè, cái gì? Whist tập. Whist? Cái gì? Whist tập. Dần nước á, có dần nước á nè. Mỗi cái hũ á là nó có một cái hình khác nhau. Hình như này là đàn bà. Đường bà. Đường bà. Có bờ môi rất là đẹp. Bờ môi là bờ môi được bơm. Còn đây là cái hũ ông già. Rất là đẻo, nhìn mặt đẻo quá. Xoái ca. Còn đây là nhìn mặt ngu. Mặt này là mặt ngu. Đây là mặt Nhi. Ok. Các bạn có thể mua về và tự thưởng thức. Ăn thử. Tặng quà cũng được, tặng quà cho bạn á. Này kiểu sinh nhật cũng được. Hộp này không có nhiều, có mấy triệu. Bên đổi nghề hả? Thôi về nha. Đổi nghề hả? Giám đốc hả? Không, nói giỡn thôi, cái hộp này cũng có không có mắc lắm đâu. Để đi bơm. Bỏ vô. Bỏ vô lại. Nè. Đây. Đó. Rồi. Ok, cảm ơn nha. Ok. Tuyên bố bạn mất một tàu là kẹo. Tào lao thì trả đây coi. Tiết kinh đi. Nãy giờ là mình chỉ diễn để ghẹo Nhi xíu thôi. Chứ thực sự là ba này mua tặng cho Nhi. Tại Nhi ham ăn lắm. Như heo vậy. Ăn hoài cũng mặc. Mua tặng băng ba hũ và sắp mặt luôn. Ăn thì nào đã thôi. Nhìn cái mặt tôi có vẻ như đang quan tâm đó. Đó. Cho nên là tặng Nhi hết luôn. Vậy là chuyện đương nhiên. Đồ bạn đem qua là mình là chủ sở hữu. Tất cả đều là của mình. Của mình. Ok, xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Ok. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe để mình kiếm có nhiều video mới hơn nữa nha. Ê, ăn hết nha, bye bye. Ăn hết luôn á.